Mến chào quý cô chú anh chị và bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng đang ở đây là ngay chỗ chung cư Mimosa ha. Và bên đây là có hai ngôi trường, một là trường phổ thông trung học Trần Quang Khải và bên đây là trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn ha. Hai cái ngôi trường ở tại đường Lạc Long Quân này. Và hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị và bạn một căn nhà nằm trong hẻm 341 là công quân này đây. Cái hướng này nè cô chú chị, mình sẽ di chuyển về ngay chỗ dòng xây đầm sen đó cô chú chị. Đó, dòng xây đầm sen ha. Quẹo phải là có trường tiểu học Hòa Bình. Đó, hẻm này là hẻm 341 đường Lạc Long Quân nha cô chú chị. Hẻm 341 đường Lạc Long Quân, phường ở đây là thuộc phường 5 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Và phía bên tay phải mình là chợ Hoa Tươi Đầm Sen á cô chú chị, chợ Hoa Tươi Đầm Sen. Ở đây có lớp mẫu giáo này ha, Hạnh Phúc. Và cái ngôi trường này nó nằm ở hai mặt tiền luôn. Hai cái ngôi trường Trần Quang Khải này và trường Lê Quý Đôn nó nằm ở hai mặt tiền. Một là cái mặt tiền đường Lạc Long Quân và một là mặt tiền Nguyễn Văn Phú ha, hẻm 341 này ha. Đây cô chú chị bạn nhìn ha, đây là cổng sau của trường tiểu học Lê Quý Đôn. Để chú Hồng chạy ra đây cho một vòng cho cô chú chị bạn xem ha. Đó cô chú chị bạn nhìn ha, đây là trường tiểu học Lê Quý Đôn, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn ha, cổng sau này nha. Cổng trước là đường Lạc Long Quân ha. Và bên thẳng xuống kia là chợ hoa trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn và chợ hoa Hoa Tươi Đầm Sen và trung tâm đăng kiểm luôn ha. Vô Hồng đông quá, vô Hồng quay lại nha, đông quá vô Hồng quay lại. Đây cũng là chợ Hoa Tươi Đầm Sen luôn nha cô chú chị, chỗ là chợ Hoa Tươi Đầm Sen luôn ha. Căn nhà nằm ở trong hẻm này nè, hướng đi 341 CD ha, trung 341 Lạc Long Quân nha. Rồi. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn và trường phổ thông trung học Trần Quang Khải. Đây là văn phòng điều hành xe buýt, đội xe buýt của thành phố này ha, đội xe văn phòng chi nhánh đội xe Sichanco xe buýt. Rồi cái hướng này mình đi thẳng là mình qua bên ngay chỗ trường tiểu học Hòa Bình đường Hương Nguyệt và cái cổng chính của đầm sen các cô chú chị. Bên phải thì mình qua bên đường Hương Nguyệt, đường trước mặt mình là đường Hương Nguyệt. Rồi đi tới ngay chỗ quán cà phê này nè, mình sẽ rẽ phải nha. Nhà mình là hai mặt hẻm, mặt này với mặt bên kia ha, hai mặt luôn nha, mặt này với mặt bên kia ha, mặt bên đây cũng được, mặt bên kia cũng được nha. Đó, mình chạy thẳng vô nha cô chú chị. Đó, chạy thẳng vô ha. Mình thấy cái chỗ bán bánh hẹ, bột bánh hẹ là mình rẽ trái nha cô chú chị, gần cái nhà hoặc lúc dưới chú Hồng quay căn nhà màu trắng trắng góc hai mặt tiền mặt đường, đường ngoài đây nè. Đó, tới đây mình sẽ quẹo vô nha, không đi thẳng mình vẫn qua được nhưng mà tới đây mình quẹo vô nè cô chú chị. Cái căn nhà màu trắng hổm chú Hồng quay rồi đó, nó nằm ở đây ha. 341 này lô G lô H nha, bên trái mình là lô G, bên phải là lô H, hồi nãy mình mới đi vô nè ha. Đây là chỗ bán bột chiên bánh hẹ ha. Mình rẽ trái vô nha cô chú anh chị. Đó. Vô tới nhà rồi ha, nhà mình nằm đây nha, nhà nằm ở đây. Đó, nhà nằm đây nè, hai căn nha, căn 341 341 sẽ lô H 21 và lô H 341 sẽ 19 nha. Đó, căn bên tay phải là một trệt một lửng với một trệt một lửng với một lầu và sân thượng, bán 3,5 tỷ. Còn căn bên đây là một trệt với hai lầu, hai căn, mỗi căn đều 3 x 8 hết nha.
à, bán giá là 3.980.000 và một căn là 3.500.000 nha cô chú anh chị. Ngang 3 dài 8, nhà có giấy chủ quyền hồng, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha, thuế bên nào bên đó chịu. Và bây giờ mình cái video review căn nhà Vũ Hồng để trong phần bình luận đó cô chú anh chị, bạn bấm vào đó sẽ có video review căn nhà này. Hiện tại thì hẻm trước nhà khoảng 4.5 m cô chú anh chị. Và hai căn nha, căn 341 sẹt H21 và 341 sẹt H19 nha. Của nhà bán một trong hai căn ha. Căn bên đây là một trệt với hai lầu. Đó, từ đây ra mặt tiền đường nè, xe gộ qua lại rất là đông nha. Đó, xe gộ qua lại rất là đông luôn ha. Ba trăm bốn mươi mốt sẹt 21 ha, là lô H nha, ở đây là lô H đó, căn 19 và căn 21 nha đó. Căn này một trệt một đứng một lầu và sân thượng 3.4 vô 3.5 và căn bên đây là 3.980 ha, một trệt hai lầu. Đó, ban công thì lấn ra thêm được khoảng 1 m cô chú anh chị ha. Nhà nào thì cũng được bảo vệ bởi hai lớp cửa hết ha. Đó, hiện tại thì nhà thì nền nhà thì cao hơn mặt hẻm là khoảng chừng 4 tấc 5 tấc ha. Ở bên đây thì cái lửng này thì có độ tấm đan lớn ra nè, hai cái đồng hồ luôn nha. Nếu cô chú chị bạn muốn mua hai căn thì chiều ngang 6 m luôn thì gặp chủ để thương lượng ha. Hai căn này đều ra bán hết nha. Rồi xin nhắc lại là cái căn bên tay phải nè, là cái căn 341 sạc H19 này là 3.5 tỷ, và cái căn 341 sạc 21 bên trái á là 3.980 ha. Ở ngoài đây là ban công, là chủ nhà là rào lại hết rồi ha, có chỗ thoát hiểm nè, và làm bằng song sắt inox 304 hết nha. 3.5 tỷ và một căn là 3 tỷ, một căn là 3.5 tỷ và một căn là 3.980 ha. Mình vô quay cái căn 3.980 cho cô chú gì bạn xem trước nha. À, mình nhìn lại hẻm trước nhà mình ha. Hẻm này là cao ráo sạch sẽ không ngập nước nha. Ở đây chủ nhà có làm sẵn cái độ để mình kéo ra, mình kéo đẩy xe lên nè, khóa lại rồi ha, khi nào mình muốn đẩy xe lên mình mở ra nha. Và bây giờ Vũ Hồng review cho cô chú chị bạn xem trước cái căn 3.980 này nha. Nếu mình mua hai căn hết thì gặp thương lượng, còn nếu mà mua từng căn thì sẽ xây bức tường nha, tường riêng hết nè, xây bức tường chia ra làm hai nha. Tường nhà của cái căn bên đây, căn nào cũng vậy á, là dán cao lên đến trần hết rồi ha. Cầu thang thì đá hoa cương, ủa bậy đá mài. Ở dưới đây có một cái nhà vệ sinh nè. Đây là không gian vệ sinh của nhà mình ha. Cái này thì chủ nhà có làm sửa sẵn cho mình một cái chỗ để làm thoát nước nè. Mình có thể là làm máy giặt ở đây, cũng có thể làm máy giặt bên đây cũng được nha. Bên nào cũng được ha. Tường nhà thì được dán cao lên đến trần luôn rồi. Đó. Thiết bị vệ sinh là xài của thằng inox nha cô chú chị. Cầu thang đúc bê tông cốt thép này.
Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu ha. Nhà này là căn 2 lầu nha. 2 lầu ha, sổ hồng hoàn thông đầy đủ. Đó, ở đây là lô H cư xá Lạc Long Quân, hẻm 341. Nhà này không ở lâu rồi nó hơi bụi ha. Cầu thang đi lên nè. Ở trên đây là có ngăn cách ở dưới dính lại nên, nhưng mà ở trên đây là ngăn cách ra hết rồi nha cô chú chị. Và đây là có một phòng vệ sinh ở trên lầu 1, là tầng 2. Phòng vệ sinh thì cũng được dán tường cao đến trên lầu, trên đỉnh luôn rồi. Đó. Bồn cầu thì bồn cầu với chậu rửa tay. Rửa mặt thì chủ nhà sử dụng của inox nha. Rồi, cửa nhà nè. Cửa phòng nè. Ở đây thì cũng được chủ dán tường cao lên đến trần luôn ha. Nhà đúc bê tông cốt thép nhưng cái đà rất lớn và có quạt hút nữa nè. Bên trong phía ngoài khoảng 1 mét lấn ra ngoài đường ha. Và có song sắt, song inox bảo vệ nè. Cái đèn này cũng sáng ha. Đây. Mở cửa thoát hiểm nè, khi cần thiết ha. Ở ngoài đây cũng được ốp đá lên đánh trần luôn nha. Chiều ngang 3m và chiều dài là 8m nha cô chú chị. À, tường nhà thì được dán cao lên đến trần rồi nha. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu 2 ha. Nhà mình là chủ nhà có sử dụng hệ thống lọc nước để xài á cô chú chị. Nè. Có hệ thống lọc nước nè. Có hệ thống lọc nước á. Ở phía sau lưng này có cửa sổ nè. Và trên kia cũng có cửa sổ luôn ha. Cầu thang mình mới đi lên nè. Thường nhà thì được dán từ dưới lên trên luôn nha cô chú chị. À, sau lưng là cái dãy sau nè ha. Nhà thì ở đây có màn lưới chống mũi nè. Đó, màn lưới chống mũi nè mới lắp thêm. Còn ở ngoài là cửa sổ. Cửa sổ đẩy ra nè ha. Đẩy ra nè ha. Có song inox bảo vệ nha. Đó lại ha. Đây cửa này chống mũi. Bên đây cũng có cửa sổ nữa nè, cũng y chang vậy ha. Trong này là chống mũi, ngoài là kính, ở giữa là inox 304, ở trên đây có cái kho chứa đồ. Dĩ nhiên là tường nhà thì được dán cao lên đến trần rồi ha. Đây cái phòng lớn nè. Phòng lớn được dán tường cao lên đến trần luôn ha. Ở đây là căn nhà bên kia. Nhà bên kia nè. Nhà này có sân thượng ha. Đây cửa sổ nè.
À, cửa sổ ngoài ban công này ha. Đây cô chú chị bạn xem ha. Xong mình nóc bảo vệ là thoát hiểm được luôn ha. Đây phía trước nhà mình nè, ban công lấn ra nè. Đó, hướng này đi qua bên 341 Lạc Long Quân. Còn hướng này qua 341 đường Khuôn Việt. Cái chung cư đầu đường ở ngoài nè. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình ở địa chỉ 341 xẹt lô xẹt 21 lô H, cư xá Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà này có chiều ngang là 3m và chiều dài là 8m. Và nhà có kết cấu là một trệt với nhà có kết cấu một trệt với hai lầu ha. Và căn nhà này chủ đang kêu bán mức giá là 3.980.000.000 ha cô chú chị. Và cái căn bên hông này đó, một trệt một lửng một lầu và sân thượng nè, sân thượng cũng được bao xung quanh lại hết rồi. Và chủ nhà kêu bán căn này với mức giá là 3.500.000.000 đồng ha. Bây giờ Vũ Hồng qua bên đó, Vũ Hồng đi quay cho xuống coi chú anh chị bạn xem luôn ha. Đây là nhà bên đây ha. Rồi cái nhà này là bên 19 nha, 19 có sân thượng nè, không có chìa khóa đi ra ngoài. Đây cái sân thượng phía ngoài nè, có sân thượng ngoài ha. Còn cái máy mình bồn nước của mình là trên kia nha, bồn nước của nhà mình là bên kia nha, cao lên trên đó thấy không, có hàng không sắt đó, để bồn nước trên đó đó cô chú chị bạn thấy không nè, thấy không. Và bồn nước của căn 341 xẹt 19 lô H là nằm đây, sân thượng nè, quên đem cái chìa khóa lên rồi để chìa khóa lên đường này nè, nè chìa khóa này mở này nè, đi ra ngoài sân thượng nè. Sân thượng thì bao xung quanh hết rồi ha. Ở đây thì chủ nhà làm chỗ để phơi đồ nè ha. Đây là hàng sắt rồi tôn bao lại hết. Và ở đây thì có cây để phơi đồ. Và cái căn 19 này là có được cái sân thượng phía trước nha. Còn căn này thì không có sân thượng phía trước, hai lầu thôi. Căn này là 3.980.000.000 và căn này là 3.5 tỷ. Đó, căn này được cái sân thượng hơn cái sân thượng nha. Chúng tôi còn đi xuống. Cầu thang ở đây thì cũng mặt đá hoa cương nha. Nè, cái lầu này thì có hai phòng, phòng trước phòng sau nè. Ôi đây có cái đèn nữa. Phòng này với phòng trước phòng sau. Đây là phía ngoài nè, ban công phía ngoài nè. Rồi đây ổ khóa, khóa lại khóa chống trộm nữa kìa, thoát hiểm luôn ha.
Đây có giò nước ở đây để rửa giặt nè. Và đây hẻm dưới nhà mình nè. Ở đây hẻm 341 đường Khuôn Việt. Rồi bây giờ mình đi từ lầu 1, lầu 2 xuống tầng lửng nha. Đây có đèn. Và đây nhà này được cái lửng nè, và có đèn chiếu xuống nè. Rồi đây xuống trệt ha. Đây là gian bếp nằm bên đây. Căn bên kia nếu mình muốn về là ở thì phải làm gian bếp ha. Bếp đây, nhà vệ sinh nằm đây. Và căn này thì giá là 3 tỷ rưỡi nha cô chú anh chị. Thiết bị vệ sinh đều là của Inox hết á. Cầu thang này, đi lên trên nè. Toàn bộ nhà này hai căn là đều được dán từ tường cao lên đến trần hết rồi. Mai mốt mua xong thì chủ nhà sẽ ngăn cái này nha cô chú anh chị. Đây cái lửng nè. Nhìn nhà nhìn rất cao ha. Có hai lớp cửa bảo vệ nha. Trong là cửa sắt lùa, và bên ngoài là cửa như sắt bốn cánh ha. Hiện tại thì đây là làm bậc leo lên luôn rồi. Nhà cao hơn mặt hẻm là 3 tấc rưỡi. Đó, nước rồi ha. Ở dưới đây có cái kho chứa đồ. Nhà này là có cái lửng ha cô chú chị. Cô chú anh chị và các bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong hai căn nhà, địa chỉ 341 lô H, căn nhà số 19 và căn số 21 nha cô chú anh chị. 19 và căn 21 đường Lạc Long Quân, phường 5 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là gần chợ Hoa Tươi Đầm Sen, ngay chỗ trung tâm đăng kiểm quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Và hai căn nhà này thì chủ đang kêu bán với mức giá là 3 tỷ rưỡi và 3 tỷ 980. Cô chú chị bạn nào quan tâm thì alo cho chú Hồng ha, để mình đi xem nha. Một căn một trệt, một lửng, một lầu và sân thượng, và một căn là hai lầu ha. Căn hai lầu này thì ban công ở dưới lầu 1 này lấn ra được như đây nè. Mua bán là sổ hồng, ký công chứng sang tên, bao sang tên ha, thuế bên này người đó chịu, và hướng nhà mình là hướng nam. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà ha. Hai căn nhà 341/21 và 341/19 đó cô chú chị. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn. Muốn xem nhà thì alo cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà ha. Và gặp trực tiếp chủ nhà để làm việc nha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều ha. Xem xong nhớ ủng hộ Vũ Hồng một like cô chú chị. Và nếu cô chú chị bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng nha. Còn nếu đăng ký rồi thì chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản, để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà ha bán được nhà nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại những video lần sau. Bây giờ Vũ Hồng tiếp tục quay đường cho cô chú chị bạn xem ha. Mẹ mình xem cái đường đi vòng vòng khu này nha. Mình đi xem đường chút nữa nha.
Ở đây là mình rẽ phải đường ra chợ đường Trần Đình Trọng nè, rồi chợ Phú Bệnh đó cô chú chị, rồi trường Nguyễn Văn Phú, trường không phải trường Hồ Việt Cường. Ở đây mình chạy ra ngoài đây là ra ngoài cái đường khu huyện, đầu đường khu huyện ra chỗ hải sản Hoàng Gia đó cô chú chị. Nãy mình đi thẳng rồi qua đây nè. Đó, quẹo qua đây là hẻm 239, hẻm 239 đường 239 đường Hòa Bình ha. Đó, mình đi thẳng này ra đường Phương Việt nè. Hẻm này hẻm 341 đường Phương Việt nha. Thì ở phía trước mặt mình á là đó, phía trước mặt mình là chỗ đường Hòa Bình với đường Phương Việt nè cô chú chị. Ở đây là hải sản Hoàng Gia. Đó, đường này đường Phương Việt nè. Phía trước là nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen ha. À, phía trước mặt mình là đường Hòa Bình, nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen nha cô chú chị. Đó, hải sản Hoàng Gia ha. Rồi Vũ Hồng xin kết thúc video review căn nhà tại đây ha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những là video review nhà lần sau nha. Đó, đường Hòa Bình đây ha. Đó, nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen và góc đường Hòa Bình với đường Khu Việt đây. Hướng này về dòng xây Đầm Sen là Long Quân nè, đường Hòa Bình là Long Quân nè ha. Đó, đường này đường Khu Việt mình chạy vô nè. Rồi video review căn nhà, hai căn nhà 3,5 tỷ và 3,950 tỷ của đường hẻm 341 cư xá Lạc Long Quân, phường 5, 11, Vũ Hồng để trong phần bình luận đó, cô chú chị bạn bấm vào đó để mình xem ha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại nha.